Mình chạy CB650 trước đây rồi sau đó lên CB1000 á. À, bây giờ chuyển qua Bugatti thì nó ngồi cái bớn nhỏ lắm các bạn. Chiếc này thì là chiếc gần như mới rồi, nó sẽ chạy lướt này. Nên là mình cũng thẳng thắn là mình cũng cho cảm nhận. Chứ nhiều khi xe mà dạng như xe lỗi là xe chạy nát bấy bấy bá rồi, cho cảm nhận thì nó cũng không có đúng. Nên là đối với chiếc này mình đang chạy thì nó là chiếc mới, nên là cảm nhận cũng vô tư đánh giá. Nên là mình có nhiều thời gian hơn để mà mình cho những cảm nhận nó thật hơn, tránh cái những cái tình trạng là anh em cũng nói là chạy mới có mấy cây mà đòi đánh giá cả cái xe, cả một hệ thống . Nên là nhiều cái mình không có biết. Mình quen chạy CB, mình là fan CB, nên là biểu mà chạy qua chạy cái này thì có nhiều cái mình gọi là kinh nghiệm, mà cái kiến thức về cái Bugatti là zero. Nên là khi lên đây là cũng là chỉ là cái gì, là một người biết chạy xe mô tô rồi lên chạy thôi chứ cũng không có. Trên xe này rất đều, tức là hiện giờ mình đang chạy cái mốt là mốt sport nha các bạn, phải là cái gì, liều lĩnh, thanh niên liều lĩnh chạy mốt sport khi lần đầu lên Bugatti. Thực ra là chưa qua chạy thử rồi, và nó có gọi là cái gì, không kỳ vọng. Nói vui cho các bạn, không như kỳ vọng. Là mình có nghe đồn nó là ghê lắm, nên là lúc lên thì cũng hơi lo xa, nhưng cũng chưa biết đâu các bạn, thật sự chưa biết đâu. Chưa bị nó vật nên là chưa biết đâu, chưa nhìn thấy là sức mạnh của nó, nên là mình chỉ cho các bạn là một số cái trải nghiệm bắt đầu thôi. Có nghĩa là nó không có cơ hạ đó kỳ vọng, nhưng mà có một số yếu tố thôi, chứ còn sức mạnh của máy thì mình chưa có đường mình thử nha các bạn. Bây giờ mới chạy là chạy như vậy thôi, nhưng là cũng chưa có nói được, cũng chưa biết là yếu mạnh thế nào đâu. Thế nó nhảy nhảy tung 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 không biết nó mạnh cỡ nào. Nên là xì bóp, nhưng mà nó có công nghệ chống nước bầu đó các bạn, nên là cũng có thể nó hạn chế nhiều, phải không? Mình cũng sẽ lại gì mò trong cái đám chức năng của nó để từ từ mình thử. Chứ còn hiện giờ thì thấy cũng được, nói chung là cậu này, nhưng mà nó sẽ phù hợp với lại mấy thanh niên nha các bạn. Chứ còn những ông già tuổi như mình 50 rồi, máu tốc độ gì chứ cũng không có phù hợp lắm khi mà chạy Bugatti. Thì đương nhiên các bạn cũng biết thừa rồi, Bugatti là cái gì các bạn, nó nóng, nó sản phẩm cái là cái gì, đặc sản của anh Bugatti là cái gì, là nóng, đúng không? Cái quạt nó quay rồi. Cái quạt của chiếc xe này nó quay rồi các bạn, và khi nó quay thì nó giống như là cái tua bin ấy, nó hú, nó kêu, và nó có một cái quạt này các bạn, only one cái quạt đó thôi. Và cái hơi nóng nó đang xả vào trong cái chân mình mùa này nữa, trời nóng, sợ mưa nên là mặc áo mưa, nhưng mà cuối cùng nó không mưa nữa. Bây giờ mình đang là như là một cái cục nhiệt độ đang nóng quá trời, hay là nó yếu bình ha, nó yếu bình, nên mà bây giờ mà tắt máy mà đèn lên là thấy bà luôn á.
hay là gương đèn đỏ, quá trời nóng. Quạt nó cũng à, quạt đó bây giờ nó quay lên nè, ghê không? Giờ nó hú lên nè. Nhiệt độ lên 99 độ C rồi nè. ABS phone only, có nghĩa là mình tắt cái chức năng là ABS trước sau á, mình cho có ABS phía trước thôi, còn đằng sau là để gì các bạn, để chơi trượt đấy, chơi rip bánh đó à. Nhưng mà chắc là chơi giống chơi nghe cứ để đây không sao, mà nó rip bánh cái là sợ mà lò luôn. Rồi cảm nhận đầu tiên ha, và đặc sản luôn Ducati mọi người là cái máy của nó cứ như là răng bắp luôn các bạn, nó cứ rào 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 rào, khó chịu quá, không quen đó. Nhưng mà chạy quen rồi thì đương nhiên là người ta không nói là cái nó chuyện bình thường. Nói chuyện đó là chuyện bình thường. Bốc thì ok lắm, mình nghe hết gọi là ưng đó các bạn, sốc đó là mình ưng. Nhưng mà thực sự là nãy giờ mình chạy có số 1 với số 2 rồi các bạn. À, vậy là số 5, số 6 này sẽ như thế nào các bạn? Khủng khiếp lắm đúng không? Nghĩ là vậy. Ở cái xe nó nhẹ lắm, nhẹ thì các bạn khỏi biết nữa. Ngoài này thì nó mưa thì không mặc đồ, không kịp mặc đồ, còn hôm nay không mưa thì mặc đồ, nóng quá. Cái áo mưa nè, thêm cái nhiệt độ trong háng nó đang thổi ào ào nữa. Nên là hôm nay mới hiểu nữa các bạn, là các anh đưa đi chạy đồ đồ là cắm đầu cắm cổ chạy là sao các bạn. Bây giờ nó mát. Bây giờ mới hiểu các anh là mấy anh cắm đầu cắm cổ chạy như nó đuổi. Đường thì nó đông mà coi là bánh võng rồi quất tè le luôn, rồi trẻ xào nè, bút xương. Ủa xe thì hóa ra là đang nóng khá đó, là anh phải đi. Nên là thông cảm, rất thông cảm với các anh là đúng không? Ok, thông cảm với các anh. Ngon. Bởi vậy mình kêu là nhiều cái chiếc sport nó còn khủng khiếp tới mức nào nữa không ạ. Những chiếc sport nó còn khủng như nào nữa. Nhưng mình cũng nói là một chiếc xe mà cái mức cái gia tốc của nó, cái thọt của nó, cái mô men xoắn nó cao các bạn. Nó sẽ đưa một chiếc xe như là viên đạn nó bắn đi á. Nhưng mà nếu mà cái hệ thống thắng của nó đó mà nó không an toàn các bạn, thì đúng là cực kỳ nguy hiểm. Đúng không? Thì đều đương nhiên rồi. Nên là chiếc này là thắng trước là thắng đôi Rambo. Rambo Rambo nói thật là đúng Rambo. Và hôm qua cũng thử rồi, chở theo thằng bạn đó, thằng bạn về nhà, thằng mập tú nó chắc 7 mấy ký, mình 6 mấy, chạy chắc cũng 40-50 thôi. Nhưng mà bóp một cái một ôi thằng nhóc của thằng bạn nó bay lên nó ôm mình luôn. Cái xe đứng khưng ngay tại chỗ, ngay tức thì luôn đó. Đông thắng này ngon lắm. Xe thì xào trẻ thì khỏi nói rồi, nhưng sát nhẹ thêm máy nặng nữa, phân bộ trong tâm tác lắm.
trên bàn. Nên cái đặc sản của nó là cái gọi là cái gì, cái tướng nó sóc quá, nó rào rào nó khó chịu, máy nó cứ rào mà nó cái tướng như là đúng là như là cái máy cày chính xác luôn. Nên là chạy cái xe này á hả, mấy người mà bị đau bao tử là cũng nguy hiểm, đau bao tử sốc lát cái đi cấp cứu luôn. À, hôm nay thì mình có điều kiện được chạy con này đi làm. Còn thì giới thiệu sơ các bạn cũng biết rồi, nó là Monster 937. Đây là model 2022 nha, mới cứng, mới cáo sàng luôn. Rambo, mình muốn nói lên cái này nè. Quick ship 2 chiều. Nhưng mà mình cũng không biết nó cải tiến cái gì, mình đâu phải là người chạy Ducati đâu. Côn dầu nha các bạn. Hàng này côn dầu. Ga điện côn dầu. Hàng hiệu. Ducati chơi hàng hiệu. Brembo. Xe chưa gắn cái gì nha. Mà cái đánh góc lái của nó rộng lắm nha các bạn. Còn snack này, đánh góc lái rất là rộng. Đó, hôm nay chỉ cảm giác lái thôi. Yên thấp. Yên này nhà công bố là 820. Hôm qua thử kéo một cái nó rít bánh, nó vui luôn các bạn. Rồi lên được. Xi nhan này là tự tắt nha các bạn. Xe này một trời công nghệ. Mình là xe fan, là fan của CB. Nên là mình áp cái những cái gì mình cảm nhận trên chiếc CB vào chiếc này. Nên là những cái cảm nhận của mình hôm nay ấy, chỉ là gọi là cái gì, thô sơ hả, dành cho những người già lớn tuổi. Mình 50 lớn tuổi nhưng mà cũng khá là máu tốc độ, cao 1m65, nặng cũng 63-64 kg. Hôm nay chạy đi bên phụ đi, thì nếu mà nó sớm sớm thì mình có cái đoạn mình kéo thử thôi ha. Tính thì các bạn theo kênh của mình bạn cũng biết là các thông số đo của mình, biết tính của mình ha, nó như thế nào rồi, để các bạn dễ mà gọi là so sánh ha. Cái yên xe này nó hẹp lắm các bạn. Yên xe dành cho con nít nó chạy á, hẹp xíu à, đi đường xa chắc cũng khó. Thằng này nó có một cái quạt mà các bạn, nó nằm đây nè, quạt nằm đây nè, nó chưa quay. Nhưng mà cái hơi nóng của hai cái luồng không khí đó, nó phả vào cái chân mình, phả vào háng mình, nói thẳng là phả vào háng, là nó rất là khủng khiếp. Rồi quạt nó quay rồi, nghe tiếng mỗi lần quạt quay nó biết nha các bạn. Mặc dù mình đội full face á, mặc dù đội full face nó biết nè, bởi vì nó hú to lắm, cái tiếng của cái quạt nó hú khá là to, đang hưởng thụ khí nóng của người Ý. Luồng khí nóng của người Ý đang phà vào háng mình đây. Đang đi thì là đi làm mà, nên là quần tây. Chính ra là cái hơi này nó nóng là nó từ cái máy số 1 đó các bạn. Nó phả vào
mà do cái bề ngang cái yên đó bạn, nó hẹp quá đó, nó hẹp đó, nên là cái hơi nóng nó vào tới tận là háng ở trong bẹ nó luôn nha các bạn, sát cây súng luôn đó. Chưa có trường hợp cấp cứu nào là ghi nhận là do là phỏng háng do đi Ducati nha các bạn, chưa có. Đang phải là từ đầu gối nữa nè, cho tới háng, cho tới ra cái mông đít sau luôn. Phê lắm. Không có một miếng đường chạy. Nên là chỉ có những cái đoạn ngắn sắm ra xíu thôi là nó là bá thôi. Mốt này mẹ chạy, mày có nhòm cái xe sau cái không, nhường đường nó qua đi, đụng mẹ mày. Rồi gia tốc nó rất là ngon nha các bạn, super siêu ngon nha các bạn. Nó là hãng xe đua mà, không có đường chạy, hôm qua này không có đường chạy, chạy Sài Gòn nữa. Tốc độ cao nhất đạt được là 80 hết. Hết. Nhưng mà ý mình nói là 80, nhưng mà trong một khoảng khắc như thế nào các bạn, rất nhanh, nó lên nhanh lắm các bạn. Cái thọt của nó 93 thôi, nhưng mà khả năng của nó lên nhanh, rất nhanh. Tại sao? Tại sao các bạn cũng biết rồi, tại vì cái xác nó nhẹ. Đọc thông số nhà sản xuất nói 166, đúng 166 luôn nha các bạn, mình đổ đầy xăng luôn á, mình đổ cái xăng nó đầy tràn luôn á, mà nhẹ hều các bạn ơi. Cái xe nó như là đồ nhựa đó. Chiếc gần ngàn phân khối, cho là gần ngàn đi, ngàn đi. Mà nó nhẹ, nó nhẹ như chiếc 300 phân khối vậy đó, MT03 đó. Cái này góc lái lớn mình mới chơi được người nha các bạn. Góc lái xe lớn mình mới được như vậy á. Chứ không thôi là như là cái CB 1000 kia là nó nặng, mà cái góc lái nó nhỏ, nó hẹp quá đó, là thua. Mình không dám vô nước này nha các bạn, bởi vì sau là ABS mình tắt rồi. Chắc để lại quá. Chứ đi sport mà tắt xong mà vô cái đường trên này vặn một phát, một là hôm qua mình bị gái rồi. Mà nó xay chắc 30 độ thì không nhiều. Nên là ông xì nhê làm cái sẹt hay vui lắm. Làm cái dẹp. Nhưng mà phê các bạn. Nhưng mà rất là phê. Nó chạy mất dạy luôn các bạn. Nó sỏ chỉ á, nó nhẹ hều, cái xác nó nhẹ, nó sỏ dã man luôn đó. Ý. Ồ, xuống đây đường trời tối nó tự động nó bật đèn đó các bạn. Tư thế hơi chồm các bạn, nó hơi chồm ra phía trước mà. So với CB thì đương nhiên rồi. Xe này nó Ducati mà nó hơi hướng là sport. Nách bật, nách bài, nách kẹt, nhưng mà nó có cái xu hướng là tốc độ. Cái tháng sau nó kêu. Nên là hơi chồm ra phía trước là điều dễ hiểu thôi. Còn cái chiều cao yên mà mình thì 1m65. Nên là chạy cái này chống chân là cả bàn chân đặt xuống đất luôn nha các bạn. Nó công bố là cái xe này chiều cao là 820. Là cao, là cái xe cao đó. Nhưng mà cái lò xo nó mềm, mình xét cái lò xo nó mềm đó.
nên là nguyên cái bàn chân mình đặt xuống dưới đất luôn các bạn. Rất thoải mái, đàn nhún nó cũng khá là êm. Mình nghe nói là những cái xe có tốc độ như xe đua thì cái dàn chân nó cứng lắm, để nó vô cua đó các bạn, để nó vô cua cho nó an toàn, cho nó ngon. Nhưng mà sao cái dàn chân đằng này mới dở đầu đó các bạn. Nó mới nhấc cái đầu lên đó các bạn. Bốc thì khỏi nói rồi, mình đang chạy sport, cái mode sport mà các bạn. Nó hơi vô cua mà mình nhóm mồi gà cái nó lên quá. Nó vô cua nè các bạn, vô cua nè mà nhồi gà cái đầu nó dở ngang nè. Ớn. Thắng số thằng này nó hú hay lắm nha các bạn. Nghe nó hú ghê không? Nó ủi chiêu. Đã lắm các bạn. Đó, thêm một cái trải nghiệm nữa là cái tiếng hú xe nha các bạn. Khi mà dồn số á, khi mà mình dồn số đó các bạn, là nó hú, nghe cái tiếng giảm tốc độ nó trì xuống nghe hú đã lắm. Đó, ghê không? Xong không? Đúng là gọi như là sóc như con cóc vậy. Mình phát hiện là nó thấp nên là nó khi mà xào á, xào trẻ nó đầm lắm các bạn. Cây côn á, cam da nó đó là mình buôn côn ra nhiều quá nó mới ăn. Rồi nói chung là nếu mà đi tốc độ chậm mà đi số 1 đó các bạn, buôn côn cái nó cà khực, nó gà nhảy. Cái đó là bởi vì mình chưa quen thôi các bạn. Nếu mà đi quen thì mình sẽ phải là ấm côn, mình nương côn, mình rà côn, mình ép số thì nó sẽ không có dịch, nó không có nảy. Chứ hôm đầu mà đi những cái tốc độ như này là cái xe nó cứ nảy. Rồi thêm một cái nữa là mình có phàn nàn đó là cái ga nó đó các bạn. Mặc dù ngàn phân khối nhưng mà chiếc CB ngàn mình đó là mình để rang ti mình buôn côn ra nhẹ là nó bắt nó tự nó chạy rồi. Chứ còn thằng này là phải chêm miếng ga cho các bạn. Phải chêm nó miếng ga. Rồi nới côn nó phải chêm miếng ga. Nó mới lên. Giờ lên thì sốc lắm. Thêm cái đó là cái ga điện. Mình cũng phải hiểu và thông cảm là nó là ga điện. Nhưng mà còn nếu mà so sánh nó ga điện mà cái xe CB 1000 mình cũng ga điện chứ bộ. Thì cái ga điện đáp ứng cái tay gọi là cái phản xạ máy của ga điện của Ducati này nó không ngon bằng cái của CB 1000 đâu. Nó không có thật ga. Cái thằng Ducati nó có cái độ trễ các bạn. Ga điện nó có cái độ trễ. Khó chịu. Nó không có thật cái tay ga nó khó chịu. Cái cồn nó cứng các bạn. Cái lực cồn bóp cứng quá. Mình cũng có đi tập gym á. Nhưng mà không có tập cái gọi là cái gì? Bóp tay. Không có tập cái gọi là cái lực bóp tay. Để nó tự sáng. Cái vòng tua máy nó, cái tua số nó rất là cao.
nên là hầu như đi trong phố mình không có lên được số 4 đâu các bạn, thì thường thường số 3 không à. Nó khác với thằng CB 1000 mình là đi với cái tốc độ đó, thằng Ducati này nó chỉ đi được số 2 thôi, thì chiếc CB mình chạy được số 4 nha các bạn. Dịch theo cái giống như là cái nổ của máy đó, ví dụ như bây giờ mình để số 3 nè, nó có nó dịch lắm, nó có mượt đó. Chừng nào tua máy lên 3000 thì nó mới mượt các bạn, chứ còn dưới 3000 nó dịch lắm. Nay đi mới có một số những kinh nghiệm là gọi là gì, phải nương dìu cái côn đó nha các bạn. Phải dìu cái côn nó đi thì nó mới êm cái xe được. Và như thế thì đối với lại những cái xe như là CB 1000 mình mà dìu côn liên tục vậy thì có mà bố nồi nó mòn chết ạ. Nên là đối với lại xe Ducati này là đi cái số mà nó hơi ép số nó đó. Đó bây giờ là số 4 nó chạy không nổi rồi nè. Nó có bụp 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 bụp, có nghĩa là một cái tiếng piston nó nổ là nó dội cái xe lên, một cái tiếng piston nổ nó dội cái xe lên. Có nghĩa là nó cái vòng tua máy nó chậm lắm các bạn. Thằng này nè, vòng tua máy nó chậm, nó hai máy chứ L, vòng tua máy nó chậm, nó không có lên nhanh như thằng máy Y là điều đương nhiên rồi. Là ví dụ như bây giờ mình đang chạy số 2 nha, bây giờ lên số 3 nè. Ha, chạy cái nó gần cái máy, nó níu cái máy dữ quá. Cái đó là cái cảm nhận của mình thôi, nhưng mà còn anh em nếu mà đi Ducati rồi là biết Ducati rồi thì có cái hướng giải pháp như thế nào mình không biết. Chứ còn nếu mà muốn mà đừng có bị giật xe, nó đừng có giật thì mình liên tục là phải nương cái côn đó. Cái xe nó đỡ giật hơn mà nó êm. Mấy cái CB mình không dám chạy về đâu các bạn. Bởi vì thằng này nó cướp đường lẹ đó, nên là những cái khoảng trống là mình chẻo ngang cái đập liền là lên. Chứ còn mấy cái CB 1000 mình không dám làm vậy, là không kịp á, nhiều khi lên không kịp á, các bạn bị kẹp lại á. Tiếng hú của nó phê lắm các bạn, nó ú nghe tiếng rất lực, mà giống như là tiếng một cái con monster, là con quái thú mà nó thở dài đó các bạn. Đâu có nghĩ là cái con quái thú nó thở dài ngao ngán. Quái thú thở dài ngao ngán. Cái bô này nó êm quá, bô này bô zin nó êm quá, nó cản lại bớt cái phấn khích của mình. Chứ còn những cái lỗ vừa thình nó dạng như là mình dồn số, hoặc là mình lên ga nó thình, cái lực của nó gây giống như tiếng bát đó các bạn, khủng khiếp lắm. Thì nó sẽ làm cho mình phấn khích hơn rất nhiều. Xe này chắc chắn đi mình, nếu mà mình xài là chắc chắn mình đổ bô các bạn. Mình chắc chắn sẽ đổ bô. Khi mà lên bô độ đó các bạn, chiếc này là phải nói là má ơi luôn á. Những cái dồn số, những cái về số, những cái thốc ga đó mà tiếng bô nó nổ thì thôi rồi, nó làm cho mình coi như là giống như là lên tăng xong luôn đó. Sáng đẹp đó, thấy không, biết nhau rồi. Rồi tiếp tục về chú em Ducati. Này chạy vào hãng để check cái tam giác này nè. Nó nổi cái tam giác lên mấy bữa nay rồi. Nay thằng rảnh mới đi làm được. Rồi một số những cảm nhận nữa. Chỉ là những cảm giác lái thông thường thôi. Sức mạnh của nó là tốc độ. Sức mạnh của nó là độ hỗn. Không biết sao mà mọi người dùng cái từ hỗn dùng cho những cái xe kiểu như Ducati không?
hỗn là hỗn láo á, có nghĩa là sốc á. Mà mình nghĩ chắc cũng đúng thôi, bởi vì thằng quỷ này thì nó sinh ra là để hỗn mà, sinh ra là để láo. Mấy hôm đầu chạy chưa quen đâu các bạn. Mấy hôm đầu á, côn rồi số nó vẫn còn lạng chạng lắm. Từ xe Nhật sang xe Ý chạy á, thì côn số lúc đầu nó còn cò quạng lắm các bạn. Số 1 với số 2 là phù hợp rồi. Tại thực ra thì đó là do quan niệm đúng không các bạn? Quan niệm đi xe là phải lên số 4, số 5, số 6, phải không? Đó đâu có đúng. Tốc độ nào thì đi số đó thôi là đúng không? Chứ đâu phải mà lên xe mà cứ dậm một lúc mà tới số 4, số 5 rồi cứ thế mà vặn ga. Nên là dần dần là mấy bữa nay là Ducati, là chạy Ducati là nó dạy mình hả? Nó buộc mình phải làm quen hả các bạn? Đúng rồi, nó buộc mình phải làm quen với nó. Và mình bây giờ cũng đã hơi quen quen với nó rồi. Bạn bè hiểu nhau hả? Bạn bè chúng tớ hiểu nhau. Khi mà đã hiểu nhau thì sẽ làm việc hiệu quả đúng không? Thế là người ta sẽ nói là cái xe mình nó là nó nhỏ xíu xíu mà sao mà nó hỗn, chạy nó lắc léo. Thì cũng đúng thôi, tại vì mình đang ngồi lên một con ngựa mà. Dùng cái từ con ngựa cũng đúng nha các bạn. Con ngựa nó phi cà lọc quá. Con ngựa nó phi cà lọc thì con này nó cũng phi cà lọc quá. Mình đã nói với các bạn là về cái tướng ngồi của cái xe này chưa ta? Cái tướng ngồi này nó naked nhưng mà nó chồm, nó hơi chồm ra phía trước. Mình 1m62, mình 1m65. Mà ngồi khá chồm phía trước. Gọi là cái gì? Khi mà bạn gì? Bạn mớm ga là có ngay. Sao? Khi bạn kéo ga là sẽ có ngay. Không biết có ngay. Có ngay là có ngay cái gì? Đứng giữa đường. Đủ má. Này bắt buộc là phải gắn trợ lực các bạn. Thấy không? Vô cua mà nó lắc cái đầu thấy không? Thì ra là cái chữ này á, chữ A này là cái traction control các bạn. Mình tắt cái traction control đi nên nó báo ra thôi chứ không phải là lỗi động cơ. Rồi tới hôm nay là chạy cũng mấy bữa nữa nên là mình có đánh giá cái sức mạnh của cái thằng này nha. Cái độ sốc á, cái độ mà độ bốc á các bạn. Thì cái thằng CB 1000 mình á, và thằng này ha, đánh giá là cho nó dễ đi, chứ mình không muốn đánh giá là ồ nó bốc lắm, xịn lắm, ngon lắm. Bây giờ mình đánh giá một con số nữa ha. Nếu mà cái thằng này á, mà sức mạnh mà độ hỗn, độ bốc của nó, độ vọt của nó đó các bạn, mà là 10 điểm thì cái con CB của mình á, 1001 Neo Sport á, so với thằng này á, thì chắc là chỉ có từ 7 điểm thôi, chỉ được 7 điểm thôi.
Lý do thì các bạn biết rồi, nó nhẹ rồi cái máy của nó bốc rồi nó cấu tạo cái máy của nó rất là, nó thiên về tốc độ mà. Một chiếc xe này là dành cho đúng từ trẻ trâu luôn các bạn. Nó cũng thể hiện cái độ lanh các bạn, lanh lợi đó. Còn lanh lợi nữa hả? Ví dụ như là con này, con CB mình với lại con này, độ lanh lợi của nó thì thằng này á mà 10 điểm về lanh lợi, lanh độ lanh lợi. Còn cái con CB ngàn mình thì độ lanh lợi nó chỉ 5 thôi, không tới nữa. Mình còn đánh giá là cái độ lanh lợi của cái con CB ngàn mình chắc 4, 3 hoặc 4. Chiếc này nó lăn lợi luôn bạn, nó nhẹ, nó lăn lợi, xào trẻ lắc trong phố thì thôi rồi. Nãy mình vô hãng đó bạn, kỹ thuật viên nó nói là mình chạy mà mình tắt cái traction control đi là nguy hiểm. Mà không biết là sự nguy hiểm đó nên là mới tắt đi đúng không? Nhưng mà mình cũng nói mà vui mà các bạn, tắt đi những cái đó đó là cái cảm giác rất là gọi là cái gì, rất là dã man rất là dã man, man rợ à, đúng từ gọi là man rợ. Chạy này nóng thấy bà, cảm giác thì chạy những ngày đầu thì nó khá là gọi là cái gì, khó chịu hả. Những ngày đầu coi như là cảm giác là tương đối là khó chịu, bởi vì cái sự dịch cục của nó đó. Nhưng mà khi mà làm quen được nó cái độ dịch cục của nó rồi đó các bạn, thì bây giờ là nó ghiền các bạn. Chuyển sang thành ghiền, ghiền độ dịch cục của nó. Nói là nói vậy thôi chứ mình cũng gọi là thuần thục được một số những cái côn số của nó rồi, nên là nó đỡ dịch hơn các bạn, nó đỡ dịch hơn nên là mượt mà, chạy mượt mà. Xe này của người Ý, người ta chế ra mà cho cái gì, cho thanh niên mà nó chạy cho tụi trẻ nó mê tốc độ rồi nó đua mà, nó đâu dành cho người già, người yếu tim. Chiếc xe này các bạn chạy trên đường á là nó rất là làm cho mình rất là tự tin khi mà chặt trẻ nha các bạn, xào trẻ cắt đó rồi dạng như là chui nhủi lũi vào những cái chỗ mà nó đủ ngựa. Rất là tự tin bởi vì nó lăn cái xe lắm, cái xe nó lăn ghê lắm. Rồi những cái khúc mà luồn lách các bạn, nó mặn nên là mình cướp đường được, cướp những cái đoạn đó, cướp những không gian đó được. Rồi hôm nay tiếp tục Ducati thì nó đề buổi sáng á, máy còn nóng nha các bạn, máy có máy còn nguội nha, đề nè nó hơi khó nổ. Sáng qua trưa chứ, trưa hôm qua đi ra ngoài hãng á để check cái này nè, tại mình thấy nó hiện lên như này nè nên là mình ra mình check. Nên hóa ra là nó nói là do mình tắt hết cái chế độ traction control này kia nên là nó nguy hiểm, nó báo là nguy hiểm, nó báo là nguy hiểm thôi chứ không phải là hư lỗi động cơ gì hết.
Mình có nói là buổi sáng đề nó không có nhạy á, nó không có lên, mà đôi khi tắt máy nữa. Thì nó nói sao các bạn biết không? Nó bảo là do xăng á, có thể là chất lượng xăng nó kém á, nhưng mà khi nổ mà nó nóng nóng máy lên thì ok. Mà đúng thiệt, nóng máy lên thì là không có hiện tượng nó nữa. Đó, nên là cũng gọi là gì, gọi là quen thì cũng chưa đâu, nhưng mà nói chung là có một số những cảm nhận cũng muốn chia sẻ với các bạn. Mình đi từ CB 650 lên CB 1000 cũng được mấy ngày thôi, nói thật là như vậy, nên là nó cũng có chưa cảm nhận nhiều về CB 1000 lắm đâu. Nhưng mà thôi thì tạm thời sử dụng những cái gọi là những kinh nghiệm của mình đó, trên con CB 1000 để nói qua chiếc này nha. Thì về cảm giác lái á, thì thôi mình không có dám bàn nữa ha. Các bạn cũng phải tự tìm hiểu, tự nghiên cứu. Nếu mà các bạn mà đã từng chơi Ducati rồi thì các bạn sẽ hiểu cái sức mạnh của cái con đời mới này nó như nào. Sức mạnh thì nó bao gồm cả cái power, là cái sức mạnh là 299 đó, là hai cái tốc độ á, maximum nó có thể đạt được. Thì mình thấy search ở trên YouTube thì nó nói là tốc độ cao nhất đạt được trên dyno nha các bạn là 260. Còn thực tế nó cũng nói là khoảng 250, 255. Đó thì cái đó là những cái người ta nói ha. Thì mình cũng thông tin với các bạn có sơ sơ vậy đó. Còn cái độ, cái thọt của nó đó, moment sắn nó đó, thì cũng khó để mà nó kêu là thời gian để mà đạt bao nhiêu trăm cây, bao nhiêu giây á, thì các bạn cũng chịu khó coi ha, ở trên mạng đi. Chứ còn trong đường thành phố như này mình không có dám mà thử. Hôm qua thử cái nó muốn lên cái sợ thấy mẹ ha. Nên là về hai cái đó là mình không có dám bàn nha. Bởi vì có mấy ngày đòi đánh giá cả một cái chiếc xe mà sao mà làm được, đúng không? Mà đánh giá chiếc xe là đánh giá cả một cái hãng xe luôn, đúng không các bạn? Nên là thôi, nói về những cái cảm nhận đó thì mình coi như thừa. Bây giờ là thấy tình hình anh em chơi Ducati rất nhiều, nên là mình cũng không có múa rìu qua mắt thợ được. Rồi chân chống thì cái xe này nó thấp lắm, mình nói là thấp lắm luôn nha các bạn. Bởi vì mình á, là trước giờ mình leo lên các cái xe mới, đời mới bây giờ đó, là hầu như là cái thế hệ sau này á, người ta sản xuất cho con cái mình không à, sản xuất xe cho con cái mình đi không à. Nên là thanh niên giờ nó cao lắm các bạn, trời đụng má đi xe giữa đường rồi, đụng má thằng này quá. Nên là xe nó cao lắm các bạn. Chứ còn cái xe này mình ngồi lên cái mới thấy bà rồi, nó lùn quá các bạn. Nó lùn so với mặt bằng chung của bây giờ, nhà công bố là 6820mm á. Nhưng mà mình nói nó ngồi, đương nhiên là mình hạ cái phuộc nó sẽ nhỏ nhất rồi. Phuộc như là tới 10 cấp độ mình hạ nhỏ nhất rồi, nên là cái lò xo nó mềm lắm. Ngồi chạy rất là thấp, hai chân để bàn, hai bàn chân để xuống đất luôn. Và thêm một cái nữa nha các bạn, xe này cái kiểu dáng nó hiền quá nên là nó rất rất phù hợp với lại các bạn nữ. Xe rất phù hợp với lại các bạn nữ nha. Bởi vì cái dáng xe nó không có hầm hố. Nó không còn hầm hố như là cái nó kêu gì ADN hả? Của ngày xưa, gọi như là thiết kế của Monster hay là con quái thú. Thì nó hết rồi. Nên là rất là hiền, cái xe nhìn nó hiền lắm. Nhưng mà ngược lại là cái quỷ sứ của nó, là cái thọt của nó là khủng khiếp luôn ha? Kiểu dáng thì nó phù hợp với nữ hơn. Rồi cái nữa là các cái chức năng. Thì chức năng thì mình chưa chọt hết đâu. Lên liền. Cái chức năng mình chưa chọt hết đâu các bạn. Cái này mình cứ nói đi nói lại là đây là cái xe một trời công nghệ mà.
Nên là bữa đó mình về đó mình máu quá, mình đem mình tắt hết tất cả những cái tính năng an toàn đó đi. Nên là nó mới lòi ra cái tam giác đó. Kỹ thuật viên nó nói là quá nguy hiểm, anh giỡn với một cái xe nó con mãnh thú mà nó quá nguy hiểm, như thế là không nên. Nhưng mà mình cũng đâu tắt nó đi, mình cũng không tắt nó đi. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì nó quá hứng. Mình là bị cái là gì biết không, già rồi nhưng mà có máu tốc độ, rồi thêm má nữa, leo lè đó các bạn, phần khối lớn leo lè các bạn coi. Mình đi phân khối lớn nhỏ lớn trước giờ chưa bao giờ mình dám leo lề nha các bạn. Mà con này tự tin chơi luôn. Nó thấp lắm, nhẹ nữa, nên là cái chuyện leo lề là chuyện chẳng đăng đừng thôi, nhưng mà chơi là chơi được, cỡ nào cũng chơi. Xe nó nhẹ các bạn, là cái ga điện cái xe này nha. Đầu tiên là cái ga đi, ga điện. Mình chạy cái ga điện của CB ngàn nó nhạy lắm các bạn. Nó kêu là gì? Thực ga đúng không? Thực tay đúng không? Có nghĩa là một chút xíu thôi, chỉ nháy một chút xíu thôi là nó đã bứng lên. Còn cu này á, cái độ rơ nó nhiều quá. Cái độ rơ đó các bạn, nè, cái tay ý là rơ này nè, đó. Nó không có lên. Đó. Đó là cái cảm nhận là cái ga điện mình không thích. Mình chạy ga điện của cái Street Twin đó các bạn. Là mình chạy xong mình mới còn không biết nó là ga điện nữa mà. Còn xe lên cái CB 1000 đó thì mình chạy nó thôi rồi, nó y chang như xe ga dây khác gì đâu. Rất là nhạy nữa các bạn. Nhưng mà lên con này cái mình thấy hơi có vẻ như là nó không có nhạy. Rồi thêm cái nữa là cái côn. Mình nói thật là mình cũng mới xài côn dầu lần này. Có nghĩa là lần đầu tiên mình đi xe côn dầu. Cũng là côn Rambo chứ không? Đùa. Nhưng mà mình không biết cách nào chỉnh cho nó nhẹ đây các bạn. Nó nặng quá. Đi đường như vậy á, cái tay mình thiếu đều như đang tập tạ vậy đó. Thiệt. Mình chạy tới giờ mà mỏi cái cơ tay rồi đó. Nên là cái côn nè, mình chưa không quen mà mình cũng không gà mờ nữa, mình không có rành nữa. Nên là cũng ghê vậy. Chạy đi lủi. Vì cái ga nó không có nhạy. Vì cái nhà ga nó không có nhạy các bạn. Nên là cái côn nó lại còn cứng nữa. Nên sao các bạn? Nên là chạy nó đường đông á, nó hơi bất tiện. Chứ chạy đường xa thì không khỏi nói đúng không các bạn? Rồi. Có cái xi nhan nói là khi mà bạn quẹo xong rồi nó tự tắt, nhưng mà có những lúc lâu quá nó tự tắt lâu quá, mình phải tự tắt bằng tay. Đó là hệ thống thắng ga côn ha. Rồi hết rồi. Còn cái vui cái nữa là nhiều khi bất ngờ là nhiều khi đi đường nó tối các bạn, hoặc là xuống gara tự nhiên nó sáng cái đèn nó lên, có nghĩa là cảm ứng. Cái đèn tắp lô này cũng đèn cảm ứng được các bạn. Đi ban ngày nó sáng dữ lắm mà đi ban đêm nó lại tối lại. Đó thì cũng đơn giản thôi. Gọi là trời công nghệ thì cũng mức đó là cùng gì. Nè, con cái nữa nè. Là đi vào mấy cái đường mà nó có cái hố như này nè các bạn. Là xe phân khối lớn là mình không dám đi nha các bạn, bởi vì nó lắc nó đảo cái xe dữ lắm. Nhưng mà chú Ducati này mình bất chấp luôn. Nãy là mình có leo lên chút xíu á, nhưng mà nó nhẹ hều mà có gì đâu. Xe phân khối lớn là trước đi mình 6 cái 50 với lại lên cái ngàn mình không dám leo lề, bởi vì
nó trao cái xe lắm, cái phuộc nó làm gì nó trao xe lắm, còn này mình nhảy thoải mái luôn đó. Rồi cái nữa là đương nhiên mình cũng lại nói lại là cái vấn đề là đi trong thành phố mình chọn đi số 1 với số 2 không nha các bạn, không có cơ hội lên số 3, số 4 ít lắm. Thì bởi vì cái cấu tạo cái xe nó là như vậy. Nó tự động nó đổi cái màn hình các bạn ra màu sáng, xi nhan là tự động tắt, để coi nó tự động tắt tốt không. Để quên đã số sống chứ. Chạy quá trời lâu mà nó chưa thấy tắt nè. Xi nhan mà để quá trời lâu nó chưa có tắt. Rồi tắt rồi. Nên là rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Mình để cái GoPro lên cái thùng xăng á, bạn thể nào các bạn cũng bị rung lắm, bởi vì là cái xe này nó rung là điều đương nhiên rồi. Không biết cái GoPro 6 này nó xử lý rung có tốt hay không, nhưng mà chạy số 3 là hơi ém các bạn, hơi ém số. Đã số sống nè. Mình không có giữ nguyên ga mà đá số sống các bạn, vô cua đá số sống nè. Sao nó giật ta, đá số sống nó giật tặc tặc các bạn. Nó có cái chuyện là vào cua mà đá số sống các bạn, nó sẽ gọi là cái gì, điều chỉnh hả, tự điều chỉnh không để trượt xe đó các bạn. Mà không biết cái mốt này là mình có để nó on không. Đó, đạp vẫn là rào. Rồi chạy chậm chậm như này mà không biết là nó có đá số sống được không. Cũng được, đá số sống cũng bình thường. Nên là mình không có đi theo đoàn, không có đua, rồi cái không có gắn bô độ. Anh em nói là chơi bô độ đá số sống nó mới phê. Có nghĩa là nó sẽ có những cái gọi là phấn khích, là vui vẻ, và cái gì gọi là cái gì backfire, backfire pằng pằng này kia đó. Thì mình không biết, bô này bô zin. Mà mình không đi kéo đường tốc độ cao nữa, mình không có đá số sống nên là không biết được hết. Nên là không nói gì đó được. Nên là quick ship là đối với mình là cũng bình thường. Biết rồi, thành thói quen lên bóp côn mới đạp số, mới vô số. Chứ không bao giờ mình đạp đá số sống chạy luôn hết đó. Mình là người coi như là cái gì, gọi là cái gì, phản đối cực liệt hả? Là cái vấn đề là đá số sống. Bởi vì nó theo mình thì đá số sống đi như chiếc quay này chứ khác gì đâu, đúng không? Đi như chiếc quay như có gì đâu, vẫn là vô số. Đương nhiên khi vô số thì mình giảm ga nếu mà lên số, còn nếu mà xuống số thì mình chêm nó miếng ga chứ có gì đâu bạn, đúng không? Cái đó là quan điểm của mình nha. Còn các bạn thì vấn đề quick ship đối với các bạn là nó quan trọng thế nào thì mình không biết. Mình mới chợt nhớ ra là khi đi trên đường đối với những cái xe mà cái xác nó nhẹ như này nè các bạn, thì khi mà đi đường xa lộ các bạn, gió nó bạt là thấy bà luôn nha các bạn. Cái xác xe mà nó nhẹ như con này á, là gió mà nó bạt là má ơi, nhìn không ra luôn á. Ví dụ như là mình đi mà qua mấy cái xe tải á, mình qua nó chứ đừng có nói nó qua mình qua nó mà nó đang đưa một cái gọi là cái gì, nó đang có một cái khối luồng gió lớn nó đẩy á, mà mình qua nó tạt một cái là cái xe này chắc đảo thấy bà luôn á. Nên là cái xe nhẹ lăng này kia không thì nó thuận lợi đi trên phố. Chứ mà còn mà đường mà dạng như là ở cao tốc ha, mà đặc biệt một số nơi mà gió mà dạng như là Phan Thiết này kia ha, hoặc là những đoạn Phan Rang gió cánh đồng điện gió đó các bạn, nó thổi vô một cái là bạn sang bên kia đường luôn á.
nên là đi những cái đó là những cái cruiser nó nặng thì nó đầm là nó được cái đó. Xe tải nó qua mặt bạn, nó có bạn cũng đỡ bị trao, mà bạn qua xe mặt tải, qua mặt xe tải nó cũng đỡ trao. Đó, nên là theo mình nghĩ là đến khi mà đi ở những cái khu vực như vậy là cái xác xe nó nhẹ, nó là vấn đề, nó sẽ là vấn đề. Chứ còn đi ở những cái đoạn đường mà nó như vậy đúng không, ngày nào đâu như ngày nào á, bây giờ là 10 rưỡi rồi mà bạn cứ cà nhích như thế này á, thì cái xe nó nhẹ nó lăn là một điều thuận lợi đối với bạn. Nên là cảm nhận của mình là ông già cũng khá là máu tốc độ khá thôi, chứ mình không dám nhận là mình là người mê tốc độ nha các bạn. Mình khá rồi, bởi vì mình cũng có giới hạn rồi. Nhiều bạn đam mê tốc độ là không giới hạn luôn các bạn. Nguy hiểm lắm. Đam mê tốc độ không giới hạn nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm các bạn. Mình là chỉ mê có một tốc độ là với giới hạn nào đó thôi. Chưa có dịp mà ra đường trường kéo các bạn. Với gọi là gì, con bánh thú mà nó nhẹ nhàng như này á, phải ra ngoài đường trường mình kéo nó mới phê. Tiếp tục cái cuộc hành trình mà đi khám phá chiếc Bugatti. Nó có cái việc như này này các bạn. Là buổi trưa mình về mình đọc, phát hiện ra nhiều cái kiến thức. Và đúng thực sự nha các bạn, cái xe này là một trời công nghệ nha. Mình chưa bao giờ mà mình nhìn thấy, mình nghĩ là có thể là người ta nghĩ ra các cái công nghệ mà nó nhỏ chi tiết nha, các cái chi tiết để mà nó điều chỉnh cho cái xe này. Nhưng mà chỉ cần nhiêu thế thôi nha, là các cái lựa chọn của người chơi xe là đã thấy là khủng khiếp rồi. Các cái thông số, nhưng các cái gọi là cái gì, công nghệ đó, mình nói là phải nói là bây giờ nó tích hợp trong cái xe này nhiều thật các bạn, nhiều. Nhìn cái đồng hồ này thôi nhưng mà đủ thứ trên đời nữa. Mình coi là nó giống như là ma trận nha các bạn, nói để các bạn không biết là cái độ phức tạp của nó, chỉnh setting các bạn, chỉnh điều chỉnh các cái thông số của máy á, nó như là ma trận nha. Mình đọc không hiểu gì luôn á, còn đọc phải tới 3 lần nữa. Còn một cái nữa cũng nói thêm về cái cảm giác lái nữa đi, bởi vì cảm giác lái thì nghĩ sao mà nói vậy á, thì có thể là nó lộn xộn. Nhưng mà nó có một cái là cái ga với cái số của nó các bạn, mình phải nhuần nhuyễn giữa ga và số, quên ga và côn các bạn. Muốn nó đi êm thì mình phải nương côn nhiều. Ngoài ra cái chuyện lựa số đi cho đúng lốt tốc độ là một chuyện, còn mà còn tay côn nữa. Ví dụ như là mình nói đoạn này mà xe cái con CB1000 mình đi số 2 vẫn được, giờ thì vào số 1 là chắc chắn rồi. Nhưng mà ví dụ như nhích đi mà đi số 2, đối với xe CB thì đi số 2 được, nhưng mà riêng này đi số 2 không được các bạn, nó giật dữ lắm. Nói chung là nói đi nói lại, mình biết là mình đã nói rồi đó, nhưng mà mình cũng tiếp tục mình nói nữa, là cái đó là một cái khó của một cái chiếc xe như thế này, nó giật dữ lắm. Nên là bắt buộc về nhiều khi đi số thấp lắm, mà mình nghĩ đó nhiều khi là nó là hao xăng là cái điều đương nhiên rồi. Và thêm cái nữa là đi số 1, bên cạnh đó là mình còn phải nương cái tay, nó nương côn dữ lắm các bạn, nương chứ không để, đừng để nó giật. Nó giật cọc thì có như là nó hại cái xe. Nó có nhiều cái vui lắm nha các bạn, tếu lắm. Ví dụ như là mình nói sơ sơ chứ, ví dụ như là vòng tua máy á, nó không có cho là khi mà bạn đi chưa hết 1000 cây số bạn, nó không cho, nó khuyến cáo chứ không phải nó không cho, nó khuyến cáo là không nên nẹt bô. Bạn thấy nó cũng ấy không, nó khác với lại xe Honda quá ha. Honda thì hồi xưa mình có nghe nói, nhưng mà sau này nhà sản xuất là các cái đời mô tô này kia nó không có nói, nó không hề nói là giới hạn là thời gian bao nhiêu là không được chạy quá cái vòng tua máy, không có nha các bạn. Mình cũng mua trong hãng ra cái CB650, nhưng mà mình tìm hoài người ta không bao giờ, chưa có một cái thông tin là người ta nói là hạn chế. Và mình đọc cái hướng dẫn sử dụng đó các bạn,
là nó yêu cầu là người chơi xe đó, người chạy xe là phải giữ xe giữ lắm nha các bạn. Có nghĩa là chạy giữ xe giữ lắm, có nghĩa là phải bảo quản, rồi nói chung là các vòng tua này đó lẹ bắt cái lên cái vèo ngay tới nơi luôn. Đương nhiên mình cũng không kéo quá mức cho phép, tương đối thôi, vừa phải, không có lạm dụng. Chứ không thôi nó dở đầu thế bà, vừa phải, xe nhẹ mà. Nên là lương dữ lắm. Một số những cái cảm nhận là ngày thứ mấy rồi không biết đi. Nói chung là chiếc xe rất dễ đi, dễ chạy các bạn, dễ xài, rất dễ thương. Rồi mình đang lo này, rất lo nữa là khác. Là gì các bạn biết không? Là sau khi đi Ducati xong rồi đi các cái xe khác là coi như là thấy nản nữa. Bắt đầu mình quen xe rồi, chạy thấy nhẹ nhàng, thoải mái lắm các bạn. Leo lề, mấy cái lề này mình nói nó không thích leo, chứ có leo quất lên liền. Vũ bơm gì cứng dữ trời, chi cho nó nặng. Nên là đi nhiều khi nó quen rồi đó các bạn, cái mình ghiền cái kiểu mà chạy tạp 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 như này nè. Rồi khi mà đã hiểu ý nó rồi đó các bạn, phải nói là chiếc xe với người là thành một. Nó kêu là hợp tác á, nó vui lắm. Nhiều khi mình lấy cái từ vui là không biết có đúng không, nhưng mà sau này mình phải ôi wow, chạy đi kỳ, nhoi ra ngoài kỳ ghê, mà chạy không có nhòm. Thì ra ngoài, né ra ngoài thì chịu khó nhòm, né người ta đi, chỉ biết lao ra thôi, còn người ta né là việc của người ta. Ủa chuyện kỳ ấy. Thanh niên mà thiếu những cái gọi như là cái cơ bản. Bây giờ mỗi lần mà kéo ga đó, bạn thấp ga đó, mình bắt buộc mình phải chộp cái người ra phía trước để giảm bớt cái chuyện mà cái đầu nó nhỏng nhỏng lên. Để giảm bớt cái chuyện cái đầu nó nhỏng. Đương nhiên là nó có gọi là cái gì, DWC hả, Ducati Wheelie Control hả, là hệ thống chống kiểm soát bốc đầu, nó cho phép bốc đầu hoặc là không, là có cái chức năng đó. Nhưng mà mình cứ theo cái thói quen mình cứ phải cúi cái đầu phía trước rồi nó cái trọng tâm nó đổi các bạn. Đó nó dở cái đầu đó các bạn, ảnh vui lắm, đúng dùng từ ảnh đó, ảnh vui lắm. Anh ngựa này nè, mình chỉ sợ là chạy vài hôm nữa cái nó thành cái gọi là gì, ghiền thói quen luôn rồi. Còn cái bô này nó êm quá đi. À nói về cái gì tiêu chuẩn Euro 5, nó đi kèm luôn là cả cái tiếng ồn nữa các bạn. Nên là khi mà bạn mặc cái chất lượng khí thải bạn đưa ra nó, bạn còn phải bảo đảm cả về cái tiếng ồn nữa. Nên là lý do tại sao mà các xe siêu super khối phân khối lớn, nhưng mà Euro 5, Euro 6 rồi sắp tới là coi như là các cái tiếng ồn này kia là nó bị cắt giảm hết. Rồi thêm cái nữa đèn, nhiều người về phải độ đèn đúng không? Bởi vì thực ra thì xứ người ta thông cái gì văn minh mà. Đèn nó là đèn, đúng cái từ của nó là đèn định vị nha các bạn, chứ không phải là đèn soi sáng để mà đi đâu. Bởi vì xứ chúng ta là đèn đường, nó không bao giờ nó thiếu đó. Nên là về mình phải soi lên, là coi như là phải chạy cái đèn lên để nó gì mới thấy đường. Và chê là đèn chúng nó là đèn nó dở quá, đèn kép không có đâu.